nhớ khen bà Linh nha, cho bà có động lực để bà chị cho tắm làm tiếp nha các bạn. Bà coi con làm đồ chay ngon lắm nè má ơi. Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like, subscribe nhé. Yeah. Thank you các bạn. Đang quay nãy giờ. Trời ơi, chào các bạn. Nãy giờ bà Linh bà bấm máy quay rồi mà mình chưa có chào các bạn được. Lu su bu su bu su bu. Bây giờ hôm nay các bạn ơi, Tám sẽ làm một cái món kêu lần bằng đồ chay, lại là một món đồ chay nữa. Đây có đậu hũ, có hem chay, có nấm, có đậu que với lại cà rốt, su cu. Thơm quá, thơm tỏi te, tỏi phi quá. Rồi nấm, nấm tỏi vô thơm mà lên. Mà có ăn đồ chay phải chứ, ngon là tôi ăn nè. Tôi cũng khoái ăn đồ chay nhưng mà tại nhiều lúc ăn nó không có ngon. Ủa sao cái cục này nó bự dữ vậy trời. Sao bà không cắt còn sót nữa hả? Tôi cắt bị lộn. Tôi cắt mà tôi bị dư cái cục này nè. Cắt mà cũng bị phải không? Cắt mà cũng bị dư cục nè các bạn, hay ghét không? Trong thời gian đợi cái nấm này, các bạn ơi, Tám kể cho các bạn nghe một cái chuyện này nè, vui lắm. Hồi nãy á, con bé két nó đi bưu điện giùm Tám. Hồi nãy Tám bận, Tám không có đi được. Con bé két nó đi bưu điện giùm Tám, nó kể là mẹ ơi mẹ, ui ôi, có hai cái ông kia kìa, ổng đậu xe, ổng giành nhau sao á, ổng gây lộn, rồi ổng đập xe, đập xe, ổng cãi qua cãi lại quá trời luôn mẹ. Nó ủa lúc đó con đâu, trời ơi, con tính dê xe ra đi về mà ổng chặn ngay cái đuôi xe của con, đâu có ra được, con phải ngồi đó con đợi. Sao con xuống xe con quay cho mẹ, cái nó nói thôi mẹ ơi con sợ bị quánh. Ý ông bé két hồi nãy nó kể, nó nói là nếu mà bà đi bưu điện á là bà đã xuống bà quay cái cảnh đó rồi. Đúng rồi, nó biết cho nên nó kể à, cho nghe. Ý là nó mắc cười quá trời. Nó cười quá trời, nó nói phải chi có mẹ là mẹ quay rồi. Nó sao con xuống, con xuống con nói chú ơi chú, tại sao cái xe của chú nó chặn cái đuôi xe của con, làm sao con đi đây. Nó hô con sợ lắm mẹ ơi, con đứng con đợi hoài luôn mà hai người cứ cãi nhau. Cái xong cái này, trời ơi gặp mẹ là xong rồi. Mẹ xuống xe, mẹ cầm cái máy quay, mẹ đi tới mẹ nói ủa hai anh có chuyện gì vậy, em có thể về cái xe cho em lái về được không anh, anh đã chặn cái đuôi xe của em rồi anh. Ôi dựng nó lấy súng mà con bắn tung ta. Nó nói chắc bà cũng quay khẩu súng luôn nhưng mà sợ gì. Nếu mà có thấy cầm khẩu súng ra cái Tám ấy, ủa anh cái súng anh mua ở đâu vậy, em chỉ mua đi, chuẩn cái súng đẹp ghê luôn ha. Rồi cái bằng cái xong xỉu xong phình. Nhưng mà nhiều khi nó thấy bà cái nó hết cãi nhau rồi. Nhiều lúc thấy Tám cặp nó mới quay ra cái nó ôi được rồi bà Tám, bà lên xe đi, ghe xe cho bà đi về ha. Ok hại. Nắm nó cũng đã ấy rồi nè bà Linh. Rồi bây giờ mình bỏ cái ham vô. Một cái điều đặc biệt hôm nay là cái món chay này là do bà Linh Trần chặt. Bà chỉ nói gì thôi, bà vô ghim thì bà chỉ tôi làm, mà tôi nói bà chỉ tôi làm mắc mớ bà phải giấu kỳ quá. Đây là món của bà Linh Trần chỉ với Tám nha các bạn, chứ không phải Tám biết làm đâu nha. Bà Tám đã nói rồi, kỳ trước một món chay kia là bà Linh chỉ Tám xào bún xào chay, bây giờ cái này cũng là bà Linh chỉ chứ Tám không có biết. Còn chị Khanh là riêng nữa, chị Khanh lúc mà chị Khanh sẽ nói là chị Khanh tới làm những cái món đồ chay rất là đặc biệt cho mình. Bà Linh bà hay lắm nha các bạn, bà chỉ cho Tám nha các bạn. Bà làm gì bà giấu mọi người, bà chỉ tôi làm thì tôi phải nói là bà chỉ tôi làm chứ.
tự nhiên là bà không cho Tấm nói là bà chỉ cho Tấm làm. Đồ chay làm sao Tấm biết làm mà không có người chỉ chứ. Bà dạy cho Tám nha các bạn, bà giỏi lắm á, chứ không phải là bà chỉ biết quay phim không đâu. Bà giỏi lắm á nha, bà là xuất sắc trong dây tình nữ đó. Tình nữ muốn quạt các hả? Các bạn nhớ khen bà Linh nha, cho bà có động lực để bà chỉ cho Tám làm tiếp nha các bạn. Khen bà Linh nha chứ đừng khen Tám, tại cái món này không phải là của Tám làm. Nhưng mà dở thì sao mà khen được? Đâu, thì ý là khen mà Linh giỏi á, giống như cái bún gạo xào. Kỳ trước bà cái clip trước bà dạy tôi nhớ không? Ừ. Ngon muốn chết luôn. Cho nên kỳ này hả, Tấm kêu bà chỉ cho Tấm làm thêm một món này nữa nè. Mà món này là kêu bằng món gì mình Linh? Đồ chay thôi. Đồ chay mà xào hả? Xào. Ồ, xào luôn. Rồi. Bây giờ theo cái lời dạy của chị Linh á, thì sau khi đổ hem vô thì mình bỏ đậu hũ vô. À, bao nhiêu nhiều hay ít chị Linh chỉ em mà em quên rồi chị Linh. Mới đầu ít đi rồi đánh lại à, vậy ha chị Linh ha. Nữa ha chị Linh. Dạ anh nghe lời chị Linh. Dạ hồi có dở thì nó la nghe em tuân lệnh chị dạ. Linh xong một miếng đường vô các bạn. Ngon đó không? Không. Ủa vậy hả? Mê nước tương chứ là bà. Thích cái gì là cứ ăn. Đổ rau vô nha các bạn. Mình đổ rau vô. Mình đổ rau vô. Rồi xong rồi các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Ngon 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 ngon. Nhiều quá, để ngồi cho nó thấm đi. Cho nó thấm vô. Thì mình tám tiết. Ủa má đâu rồi má ơi? Ủa sao má không coi con làm đồ ăn chay vậy má? Má ra đây má. Má. Má sợ quá má nấp. Má ơi má. Má mới tắm xong trụ. Má chải tóc gọn gàng chuốt lên chú, nhìn má đẹp ghê luôn á. Má đâu rồi? Mà ơi mà. Má thấy ghê vô chi? Ghê đó mà ghê. Ghê. Trời ơi, má nó nói thấy ghê, không học má không chịu vô. Má qua đây. Má qua đây má coi nè. Coi gì? Mà coi con làm đồ chay ngon lắm nè má ơi. Má ơi má. Nè thấy đảo chưa? Lên, trộn lên. Nè má thấy không? Ngon không? Nghe thơm không? Thơm. Má mới tắm xong không? Này chưa chín nữa. Sao chưa chín? Cái đậu này nè. Cái đậu que hả? Ừ. Ờ thì này mình đợi cho nó chín nè. Mình đang làm cho nó chín nè. Đó. Thấy chưa? Má quay qua cho mọi người coi mặt má một cái coi. Má cứ trốn trốn không à. Đó. Má mặc đồ đẹp chưa? Trời ơi, sao má mặc tới hai áo, nóng quá vậy má? Không nóng hả? Quen rồi. Quen rồi hả? Trời ơi, tắm rửa nè, là tóc nè, đẹp chưa? Tóc quăng quăng sao nè, đẹp chưa? Đẹp quá trời luôn. Nấu đồ ăn cho má ăn nè, má thấy không? Má giỏi không? Mà nói mà nuốt nước miếng. Thơm quá à. Thơm không? Ủa mà bà xào mà không sợ dầu nó văng vô cái kem mà áo hở rúng hả? Đâu, cái này có tập về bà nội. Bà ăn Khanh đâu ăn cái này. Khanh về rồi. Cho cô ăn này nè. Khanh chị đâu có nhà đâu. Ấy qua lộn chị đâu có ở lại đâu. Chị về rồi. Nấu nhiều không cho chị ăn để chị. Để dành cho chị ngày mai chị ra qua chị ăn. Vậy hả? Mai chỉ qua chỉ ăn, chỉ qua phải có đồ chay chỉ ăn, và chỉ ăn cay mà. Chay nên mình phải đi dặn. Má có thích ăn chay không? Má có ăn không?
má không thích ăn chay rồi. Chưa ăn lần nào. Chưa ăn lần nào. À, má không có ăn đồ chay phải không? Má không làm đồ chay luôn hả? Ồ, hèn chi. Hèn chi thấy cái mặt má đơ đơ. Ừ. Hỏi má có thích ăn mặt má đơ đơ. Thôi giờ bữa nay ăn thử đi nha. Ha? Có rau nè, rau cà rốt nè, má khoái ăn nè. Đúng không? Nấm nè. Nấm nữa, có trong này có nấm nữa nè má. Đúng không? Má thích ăn nấm nè. Má thích ăn đậu que nè. Con thấy má mua đậu que vậy má ăn hoài vậy luôn á. Má luộc má ăn hoài nè, thấy không? Cà rốt má cũng khoái đúng không? Sạch tiêu, sạch tiêu. Trộn lên, trộn lên. Linh biết nấu đủ thứ ha. Rồi ok. Ok con với má bye bye các bạn đi ha. Là cái clip làm đồ chay đến đây là hết. Xin chào các bạn. Xin mời bà ngoại chào các bạn luôn đi. Chào các con. Rồi chào các bạn. Mà đến dần chào các bạn đi bà. Chào các bạn. Ok. Rồi. Má với con bye bye đi. Bye bye các bạn chứ chào. Bye bye. Bye bye.